doanh thu của đất rừng phương Nam ảnh hưởng thế nào sau loạt ồn ào? Với những tin ban đầu về một bộ phim điện ảnh đình đám lấy cảm hứng từ bản truyền hình Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng cầm trịch và Trấn Thành sản xuất đã nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Với những cái tên đình đám liên quan tới bộ phim này, đính kèm những bối cảnh của Nam Bộ đẹp nghiêng nước nghiêng thành được đưa vào phim, ai nấy cũng đều mong ngóng từng ngày Đất rừng phương Nam ra rạp. Và rồi ở những suất chiếu sớm, phim đã nhận về những ý kiến trái chiều, đặc biệt còn liên quan tới vấn đề lịch sử. Ekip làm phim sau đó đã có động thái chỉnh sửa kịp thời, tuy nhiên điều này cũng ít nhiều làm ảnh hưởng tới doanh thu cũng như danh tiếng của bộ phim. Trước khi ra mắt, Đất rừng phương Nam được dự đoán có doanh thu bùng nổ. Sau 7 ngày phát hành, phim Đất rừng phương Nam đạt doanh thu hơn 75 tỷ đồng. Với tốc độ hiện tại, nhiều người cho rằng phim khó có thể chạm được cột mốc 200 tỷ đồng. Cụ thể, dịp cuối tuần trước, phim đã khá bùng nổ khi chiếm về khoảng 43 tỷ đồng sau dịp chiếu sớm từ tối ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10. Những ngày sau đó thì tác phẩm chỉ chiếm khoảng 5 tỷ đồng mỗi ngày, giảm khoảng 60% so với doanh thu những ngày đầu tiên. Đồng thời, tỷ lệ lấp đầy các suất chiếu tại rạp cũng có sự suy giảm. Trước đó thì Trấn Thành tiết lộ nếu Đất rừng phương Nam có doanh thu 100 tỷ mới bắt đầu sinh lời. Đồng thời anh cũng mong khán giả trong nước ủng hộ để ekip có kinh phí sản xuất phần tiếp theo. Bạn đã xem Đất rừng phương Nam hay chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để Ibis được biết với nhé.